Chào các bạn, đây là cái ấm Brica, cái ấm mà mình pha cà phê hàng ngày trong vòng 1 năm trở lại đây. Hôm nay mình muốn chia sẻ những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm của mình đối với cái ấm này để các bạn có thể có được một cái công cụ pha cà phê thủ công tại nhà, đặc biệt là trong cái thời điểm mùa dịch này. Brica là một cái ấm của BLT, nó rất là nổi tiếng. Nếu mà anh em, đặc biệt là những anh em nào thích pha thủ công thì sẽ biết về cái sản phẩm này. Nó cùng với lại Mocha Pot là một trong hai những cái sản phẩm rất là nổi tiếng của BLT trên toàn thế giới. Năm ngoái trước khi mình mua cái này thì mình sử dụng cái Mini Express, nó có hai cái vòi ra hai bên, nhưng mà cái đấy nó rất nhanh bị hỏng và mình khuyên anh em không nên mua cái đấy. Cái phiên bản mình mua là phiên bản to, là phiên bản 4 cup, ngoài ra còn có phiên bản nhỏ nữa. Về thiết kế thì nó là cái ấm dạng hai phần, phía dưới nó là một cái bình để chứa nước và phía trên là cái phần mà cà phê nó phun lên thì nó sẽ dừng lại đây. Tất cả nó đều là bằng nhôm. Do nó là bằng nhôm cho nên là nó sẽ không hoạt động được với bếp từ. Nếu mà anh em nào muốn sử dụng nó với bếp từ thì sẽ có hai cách, đó là mua lên một cái tấm dẫn nhiệt hoặc là có thể mua cái phiên bản dùng với bếp từ. Sau một năm sử dụng thì các bạn sẽ thấy là cái phần chứa nước này nó được mạ màu đen giống như cái lớp tĩnh điện vậy, và nó bắt đầu nó có nhiều vết xước. Còn đây là cái khay để đựng cà phê xay. Đến phần tiếp theo thì ở bên trên này nó cũng là một khối như này. Đây nó có tay cầm bằng nhựa, đây là một cái núm bằng nhựa ở đây. Sau một năm sử dụng hàng ngày của mình thì tất cả những bộ phận nó đều chưa hỏng, ngay cả cái gioăng cao su này. Nhưng mà cái mà nó hỏng đầu tiên ở trên cái ấm của mình sử dụng đó là cái nắp nhựa này. Ở bên trong nó có một con vít để nó vặn cố định, nhưng mà không hiểu sao mà mình dùng hàng ngày thì bây giờ nó bắt đầu nó bị lỏng ra và con vít nó không ăn nữa. Thì đây là cái chi tiết đầu tiên bị hỏng ở trên cái Brica của mình sau một năm sử dụng. Phía dưới này thì các bạn thấy nó có một cái gioăng cao su để nó giúp cho cái phần phía trên và phần phía dưới nó ăn khớp với nhau và nó không bị hở khí. Thì như chia sẻ của mình ở trong đầu đoạn video thì năm ngoái mình có mua cái Mini Express, thì cái phần này là phần nó hỏng đầu tiên. Cái phần gioăng cao su này là cái phần bị lão hóa sau một vài tháng sử dụng thôi. Cái ấm của mình không nhớ là phiên bản năm bao nhiêu, nhưng mình nghĩ là năm 2019 đó, nó sẽ có một cái van ở trên này. Còn những cái ấm Brica đời mới hơn 2020-2021 thì cái van nó sẽ làm khác thêm một chút, nó sẽ có thiết kế khác, nhưng mà chung quy lại nó sẽ cùng một cái nguyên lý hoạt động thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ thử pha một mẻ cà phê để cho anh em xem nhá. Đầu tiên thì về đóng nước ấy, thì ở trong này cái bình Brica nó cũng vậy, nó sẽ có một cái vạch ở đây. Thì anh em nên đổ đến cái vạch này hoặc là thấp hơn một chút. BLT khuyến cáo chúng ta dùng nước bằng cái nhiệt độ môi trường chứ không phải là nước đun sôi hay là nước nóng nhá. Đến bước tiếp theo là đo cho cà phê vào, thì mình lấy cà phê hạt mình cho vào cái khay này. Có nhiều anh em khi mà kỹ tính ấy, thì sẽ dùng cân để cân đo đong đếm cơ, nhưng mà mình thì mình dùng nó xòe xóa thôi. Cho nên là mình cứ cho cà phê hạt bằng mặt này. Với cái cối Kinu của mình thì mình để mức setting là 1.8. Còn anh em nếu mà xay thì anh sẽ dùng cái cỡ nó thô hơn là cỡ pha máy, hoặc là mịn hơn cái cỡ mà chúng ta pha pour vào. Sau khi mà đã xay cà phê xong thì chúng ta đổ cà phê vào đây thôi. Anh em lưu ý là không nén, không dùng bất kỳ một cái gì để nén cái cà phê xuống cái khay này nha. Chỉ lấy tay chúng ta già ra cho nó đều như này thôi. Bởi vì nén xuống thì có thể áp suất nó không đủ, nó đẩy cái nước lên đâu. Rồi, bây giờ thì mình bắt đầu mình đun. Với ấm điện này của mình nó có 5 mức thì mình sẽ đặt ở mức thứ 3. Tức là anh em sẽ đun ở mức lửa vừa thôi, chứ đừng để lửa to quá hay là nhỏ quá. Và BLT có khuyến cáo chúng ta là nếu mà anh em đun bếp ga thì nên để cho cái chùm lửa nó ở trong cái phần đáy của bếp này, chứ đừng để lửa nó chùm ra ngoài. Đó, chỉ nên để lửa nó nhỏ đúng bằng cái phần đáy bếp này thôi. Rất may là mình có một cái bếp điện đây, cái bếp điện này đúng bằng với lại cái đế của cái bình BLT của mình. Trong quá trình mà chúng ta đun sau khoảng 1 đến 2 phút thì nó sẽ có mũi nước nó sẽ rỉ ra bên ngoài như này. Thì đó là hiện tượng bình thường, anh em không phải nên lo lắng hay là suy nghĩ tại sao mà pha lại có mũi nước nó ra trước sau đó mới đến cà phê. Rồi bây giờ cà phê nó sẽ trào lên thì các bạn sẽ thấy là bắt đầu thấy một cái lớp crema màu vàng. Ngay khi mà cái cà phê bắt đầu nó trào ra hết nha, anh em nên tắt bếp và nên rót ra cốc ngay. Chứ chúng ta không nên để cà phê lâu ở trên cái ấm này, bởi vì nhiệt độ quá cao nó sẽ khiến cho cà phê nó bị khét và nó không ngon nữa. Sau khoảng 6 đến 7 phút mình nấu ở trên cái bếp điện của mình thì mình đã được một cái ly cà phê gần giống như espresso này. Tại sao mình không gọi nó là cà phê espresso? Tại vì theo những định nghĩa về nhiệt độ và về áp suất nước ấy, nó chưa tạo thành một cái kiểu cà phê của espresso, mà nó chỉ là gần giống vậy thôi, tức là cà phê cốt để chúng ta có thể là uống luôn, hoặc chúng ta pha với sữa, hoặc là pha với nước, hoặc là thêm đá để thành những cái đồ uống mà chúng ta thường uống hàng ngày. Hiện tại thì nếu mà anh em chơi cà phê thủ công thì sẽ có rất nhiều những công cụ để chúng ta pha cà phê. Không chỉ ấm này đâu mà các bạn còn sẽ có những ấm khác cũng đun bằng bếp như này. Ví dụ như cái Nine Barista mình đang đặt về, hay như là cái Flair Pro. Thì đó đều là những công cụ chúng ta pha cà phê thủ công, hay thậm chí là pha phin. Nếu mà anh em thích cà phê kiểu Việt Nam Robusta thì em có thể dùng pha phin. Và rất nhiều người thích cà phê pha phin và họ rất hạnh phúc với lại cái công cụ đó. Đối với mình thì mình hài lòng với cái ấm Brica này. Nhìn chung lại thì mình vẫn có một cái ly cà phê ngon, thơm. Dĩ nhiên nó còn tùy vào loại cà phê nữa. Anh em nếu mà có nhiều tiền thì mua những cà phê ngoại
cà phê Ethiopia, Colombia, Panama thì nó sẽ có hương vị và cái chất lượng nó sẽ ngon hơn. Rồi, cảm ơn anh em.